cái nhiệm vụ của người tu là lãnh trách nhiệm để làm sao truyền bá Phật pháp. Giống như mấy ngày nay quý vị đâu có làm gì đâu, quý vị chỉ tu thôi, nhưng mà cái đức độ, cái hạnh tu của mình, cái đức của khắp tất cả mọi người, nó đủ năng lực, nó chiêu cảm. Phật tử dưới phố ta nghe mình tu, ta đem đồ lên ta cúng. Nội cái cherry không mà mới có 5 ngày đầu mà ta cúng 300 pound. Có một Phật tử ở xa cách đây 10 tiếng, năm nay không về tu được, thì nhờ mấy Phật tử đây mua dùm cho 200 pound trái cherry. Tại biết năm nay Vietnamese đông. Quý vị Việt Nam thích trái cherry lắm, tại Việt Nam đang hiếm. Và ở đây ai cũng thích. Rồi hôm nay, hôm qua có một cô đem lên 100 pound nữa cũng. Rồi thức ăn, thức uống các vị làm nên cúng dường. Ở đây Pháp Hòa ông nói là mình tu mình cầu đó, nhưng mà vô cầu, cứ tu là có. Cho nên Pháp Hòa nói với mấy chú tiểu hoài, các con không cần phải lo gì hết, cứ tu thôi. Mà mình càng không muốn, mình càng nó không muốn, thì nhiều khi nó có. Còn mình càng muốn, hả, muốn là phải làm gì? Xin xỏ. Mà xin cái người ta quánh giá. Trời, thầy tu mà thích cái này, thích cái kia, xin hoài. Không xin vậy. Làm khất sĩ mà không xin. Cứ ôm cái bát cứ đi vậy, ai thích thì cho. Mà cho tôi cũng dám nhìn mặt nữa. Tại nhìn mà tôi nhớ mặt, mai tôi ghét nữa là sao? Cho nên cái luật đi khất thực là nhìn xuống. Và ôm cái bát vậy nè. Ôm cái bát vậy và đi tới. Không bao giờ ngó tới ngó lui coi nhà nào số mấy. Thường thường mình có cái thói quen đi ngang nhà nào mà lầu cao mấy, nhà này giàu. Phải sao biết? Thấy lầu không? Cho nên đi khất thực là đi vậy đó. Rồi hả, ai mà cho thức ăn, người ta đứng trước, người ta xá xuống rồi là mình biết có thí chủ cúng dường. Dỡ cái nắp lên. Mà dỡ cái nắp là phải dỡ ngược vậy nè. Để chi? Che cái thức ăn lại, để mình không biết người ta bỏ cái gì vô đó. Dỡ vậy. Chứ kêu nếu mà dỡ ngang vậy là biết rồi đó. Dỡ ngang vậy là biết. Wow. Ngon nha. Mà hễ mà dở ngang về biết rồi cái tôi nhớ cô rồi đó. Mai mốt đi đúng đường này nữa, rồi về rỉ tai với mấy ông kia nữa, mấy ông có muốn ăn ngon đi đường đó. Cho nên không có. Không có nhớ địa chỉ nhà nào, không có nhớ mặt ai cúng, không thấy món ăn. Đó là khi mình xin đó. Còn khi mình cho cũng thế. Cho cũng không cần nhớ người nhận, không cần nhớ món mình cho, và không cần nhớ mình là người cho. Ba cái đó phải thấy nó là không, chứ không là tam luân không tịch. Mình là người cho, kẻ nhận của cho và vật được cho. Phải vắng lặng cái đó. Đừng khởi tâm với cái đó. Cho nên người mà người ta sống bằng cái mà người ta mong muốn đó, thì ta nói gì? Ăn hết lấy gì cho. Nếu mình ăn hết trơn lấy gì cho. Đó là người có tâm lớn đó. Còn người có tâm vừa vừa hẹp hẹp đó, nó cho hết lấy gì ăn. Người ta sợ cho lắm. Tại vì ta nghĩ cho hết lấy gì ăn. Mà quý vị thấy chùa nè, lúc nào ai tới cũng có ăn, mà chùa không bao giờ hết gạo. Cho nên đi xe mà không trả tiền là kêu xe chùa. Ăn không cần trả tiền là ăn chùa. Làm gì mà không cần trả tiền gọi là free đó, gọi là đồ chùa.
Cho nên mình có cái gọi là vô tài chi phú. Pháp Hòa hay đùa, Pháp Hòa mới nói người tha anh hùng, tôi nói bàn tay ta làm nên sự nghiệp. Ngày nay Pháp Hòa cũng rất anh hùng, bàn tay ta làm nên một đống nợ. Nhưng mà Pháp Hòa cũng bình thường, tại vì Pháp Hòa biết là nợ này có người phụ trả. Nhưng mà cái mà người ta trả cho mình là gì? Tu thôi. Cho nên đại chúng cứ yên tâm, mình thật tâm mình tu. Pháp Hòa thường qua nghĩ vậy nè, tất cả những gì mình làm, mình làm cho Tam Bảo. Nếu hộ pháp Long Thiên chứng cái tấm lòng đó thì các ngài phải có bổn phận hộ pháp cho mình, tại vì tên của các ngài là hộ pháp. Thì nếu mình làm bằng cái tâm hộ pháp, cái tâm mình muốn hộ trì cho Phật pháp, thì các vị hộ pháp thiện thần sẽ giáo hộ cho mình. Ngày hôm qua có một đạo hữu mới nói với Hòa, thầy ơi, con thấy rất là rõ, khóa tu năm nào mình cũng có Bồ Tát xuất hiện. Năm nay có những Bồ Tát tới, mặc dù mang cái tiếng là tham dự khóa tu, nhưng mà làm hết lòng cho chúng mà không cần biết họ là ai. 4 giờ sáng thức dậy nấu nước cho đại chúng uống, cho đại chúng dùng. Tại vì trước kia cái máy 2000 mấy nó bên rồi. Tại vì sao? Ngoài uống nước ra còn hứng về tắm nữa. Cho nên sao nó chịu nổi. Cho nên ông nói thôi, bây giờ thầy mua máy nào thầy cũng cháy nữa. Bây giờ thầy cho con cái bình ga đi, cho con cái bình ga, cho con cái nồi, con tình nguyện 4 giờ sáng con dậy nấu nước cho. Cho nhiều khi mình còn nóng hơn nước sôi nữa. Ra không có nước nóng cái mình nổi nóng rồi. Cho nên á, mình mới thấy rằng á, trong bất cứ việc làm gì của mình đều có những cái trợ duyên mà nó màu nhiệm. Cái chỗ màu nhiệm không thể dùng ngôn từ nói. Ta nói mình mê tín không phải. Mình có nói gì đâu mê tín, mình đâu có phô trương gì đâu mê tín. Nhưng mà quý vị thấy có những cái tâm tâm hiệp hiệp, tâm hiệp thì cái gì nó cũng. Cho nên quý vị thấy không, dù trời mưa trời nắng, dù gian khó cỡ nào, nhưng mình đồng tâm đồng chí đồng hành, tất cả mà cùng lại thì việc thành như chơi. Ví dụ mình thấy khó khăn bao nhiêu nước, nhưng mà đến đây ngày thứ 6 rồi mình cũng bình thường. Những khó khăn gì ở phía sau sân khấu người ta giải quyết hết, mình cứ sáng là ra diễn tuồng thôi, đắp y lên làm việc. Quý vị thấy Đức Thích Ca của chúng ta, nếu mà ngài không đi tu, ngài chỉ ở Ấn Độ thôi, thì nếu mà có đi nữa giờ chắc dân Ấn Độ biết thôi, chứ mình không biết ngài là ai. Nếu mà biết đi nữa thì dân Ấn Độ biết thôi. Và bây giờ cái cung điện mà ngày xưa đó còn không? Không còn gì hết. Giờ thậm chí giờ quý vị đi qua Ấn Độ, quý vị đi tìm tới thành Ca Tỳ La thì ta chỉ chỗ đó, ta nói chỗ này ngày xưa là hoàng cung nè. Thì vô thấy nguyên cái đám cỏ nó mọc hoang, lô nhô dài cái mỏm đá lên, nói cung này cung gì, cung gì. Nó muốn nói cung gì nói, mình có biết gì đâu. Thì giờ chỉ biết cái khoảng đất này. Nhưng mà dĩ nhiên là ngày xưa thành Ca Tỳ La nó lớn hơn nữa. Nhưng mà giờ qua bao nhiêu thời đại đổi thay thì người dân người ta chiếm chỗ. Bây giờ còn lại khoảng nào đó để giữ lại, để gọi là di tích của Ca Tỳ La Vệ. Cho nên tài sản nào đi nữa thì cũng sao? Cũng sụp đổ hết. Cho mai mốt quý vị sẽ đọc một cái kinh gọi là kinh Hải Đảo Tự. Ngài Xá Lợi Phất, ngài một kỳ như mất rồi, lại cứ tu nào. Đức Phật khai thị: tôi biết các vị đang buồn,
vì sự kiện ra đi của hai thầy Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Vì hai thầy là hai thầy lớn trong giáo đoàn. Nhưng mà các vị phải biết rằng cái cây nào nó già nó cao dĩ nhiên nó phải chết trước. Cũng như thế, đời người ai lớn tuổi theo định luật á, chứ còn vô thường thì không nói ha. Theo định luật tự nhiên thì cứ già lớn tuổi phải chết. Chính tôi đây rồi cũng sẽ ra đi như thế. Các vị đừng vì sự kiện hai thầy Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên ra đi mà sầu não như thế. Này quý thầy, ở đời có hai thứ tài sản mà người ta mong cầu. Một là pháp tài, hai là tiền tài. Tiền tài là cái người đời người ta cầu, Như Lai là người không còn cầu gì nữa. Quý thầy đừng bao giờ nương tựa vào ai khác, phải nương tựa hải đảo tự thân. Mà nương tựa hải đảo tự thân tức là hải đảo chánh pháp. Ví dụ như bây giờ mình mất người thân, buồn quá, khổ quá, nhưng mà nhờ Phật Pháp khai thị cho mình, nhờ Phật Pháp khai thị cho mình là đời người khác nữa là hoa, sớm còn tối mất, nở ra lại tàn. Mình hiểu được Phật Pháp khai thông cho mình cái gọi là vô thường biến đổi, cho nên mình dịu lắng xuống. Bây giờ mình buồn, mình khổ gì cái mình kiếm Phật Pháp mình nghe, có phải là hải đảo chánh pháp không? Còn bây giờ mình nương người nào rồi thì cũng có ngày ta không cho mình nương nữa, ta mỏi. Cho dù cái ông đó ông dễ thương đến mức độ đây, vai đây em hãy tựa đầu, cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi. Nhưng mà rụng quá ngồi ông cũng đau chết. Ông cũng nói mỏi chưa, mình giữa người nào cũng được đâu. Tại vì sao? Tại vì thế gian thay đổi. Cho nên người đời có cải, cải là đổi đó. Nhưng mà tam bảo là bất cải. Bất cải là gì? Là không thay đổi. Đó là một trong sáu cái đức tánh của tam bảo. Tam bảo có sáu đức tánh, mà trong đó có một cái gọi là bất cải. Ví dụ như mình có, mình buồn, mình khổ, mình bệnh, bắt đầu mình nhớ Phật. Bữa nào mình khỏe, mình vui mà bạn rủ đi chơi cái mình nói không sao, đi chơi trước, tu từ từ cũng được. Tức là mình có quyền mình gia hạn, phải không? Nhưng mà Phật thì cứ ngồi đó, mình nói sao Phật cũng vậy, ok. Vô tài chi phú. Quý vị thấy là mấy ngày nay mình ở đây là vô tài chi phú không? Tới giờ có ăn, tới giờ có uống, tới cái giường trải sẵn. Ra giường trải sẵn, áo gối trải sẵn, giường đâu thẳng tắp hết. Nhà tắm, nhà cầu sạch sẽ. Mình đâu có, mình không có gì hết. Mình bình thường tới tu, nghe mình tới tu cái ta lật đật người ta, lu bu người ta làm. Thầy Pháp Hòa ví dụ vậy thôi. Từ bi gọi là gì? Vô tình chi từ. Từ bi nhưng mà vô tình là sao? Ủa sao kêu là vô tình chi từ? Thương mà không dính. Tại vì sao? Tại vì á, đạo Phật không có xài chữ ái. Cho dù là bác ái, mặc dù trên danh nghĩa mình nói bác ái, nhưng mà hãy gì, cái gì mà có chữ ái, cái đó có khổ. Tại vì ái bản chất nó là yêu, mà yêu là có, mình là người yêu, và kẻ kia là được, được mình yêu. Cái này là năng yêu, cái người kia là sở yêu. Mà có năng, có sở là có vướng mắc. Nhưng mà nhà Phật là từ bi là gì? Tình thương bình đẳng. Cho nên ví dụ như bây giờ sáng ra là mình bút cháo, ai đi ngang cũng giá, giá cháo vậy đó. Không phải mình, trừ khi nào người ta nói ồ cái nhu cầu tôi cần thôi thì người ta xin thêm. Rồi bây giờ quý vị thấy không,
Nhiều khi tất cả những gì chúng ta làm, mình nghe ai khổ mình gửi tới mà không nhớ gì hết. Mà hễ mà mình có cái ái đó là mình có đối tượng, rồi mình thương cái đối tượng đó, mà nếu đối tượng đó bữa nào thay đổi không đúng ý mình là mình khổ. Sở dĩ mình yêu họ là tại vì họ làm đúng ý mình. Ví dụ mình nắm tay họ, cái họ cũng nắm lại vậy đó. Vậy cái kêu yêu. Tại vì họ phải làm đúng ý mình, họ phải chiều theo cái ý mình. Cho nên bác ái là gì? Nghĩa là cái tình yêu rộng lớn. Cho dù là yêu đất nước, yêu đồng bào gì đó, cũng vẫn còn trong cái ái. Vì cái ái là yêu một nước thôi, yêu quốc gia của mình thôi. Cho nên cho dù là bác ái rộng như là yêu nước, cả nước yêu khắp, nhưng mà đạo Phật là yêu một cá nhân hay là nhiều người, nhưng mà không xài chữ ái mà xài từ bi. Vì cái chữ từ bi là gì? Là tình thương bình đẳng. Cái tình thương Phật như là ánh nắng rọi vậy. Hễ ai hé ra thì hưởng, mà ai lấy cái gì che lại là tối không thấy. Hôm qua mình hình như mình nghe Hòa Thượng có ngâm 4 câu thơ Ngài làm vậy phải không? Ai bảo người tu chẳng biết yêu, yêu chi lắc nhắc mà yêu nhiều. Không có yêu cái lắc nhắc. Cũng giống như là ngoài đời nó có cái bài hát đời tôi cô đơn. Đời tôi cô đơn, nên đi đâu cũng cô đơn, hay là nên yêu ai cũng cô đơn. Nhưng mà bây giờ mình tu nè, mình đã từng là đời tôi cô đơn phải không? Mình tu mình chỉ cần thêm một chữ cái vô đó thì cả cuộc đời nó thay đổi. Chữ tôi đó, thêm chữ h vô đó, thôi. Đời thôi cô đơn. Tại vì tức là bây giờ mình hồi xưa là mình thấy lúc mình ở nhà, mình có một người bạn đời của mình. Giờ ổng đi rồi cái mình buồn, mình cô đơn. Nhưng bây giờ mình đi vô trong chùa, mình có cái tình của đại chúng, tình của huynh đệ, hết cô đơn. Cho nên cô đơn là cái trạng thái của tâm. Còn cô độc là ai cũng cô độc hết đó. Thí dụ như tối ngủ nằm trên một đơn là cô độc chứ gì. Cho nên nếu mà nói là cô độc là ai cũng cô độc, nhưng mà có điều là có người vừa cô độc lẫn cô đơn. Rồi cô liêu. Còn người tu, chúng ta quan, chúng ta nhận ra rằng chúng ta là người cô độc mà không cô đơn. Làm sao cô đơn được? Bệnh cái có huynh đệ lo. Cho nên quý vị ở chung phòng với nhau cũng vậy. Quý vị chung phòng với nhau, người nào bệnh mình phải chăm sóc. Thứ nhất, đó là huynh đệ cộng tu với mình. Thứ hai, đó là cơ hội mình chăm sóc người bệnh, là một trong 8 cái phước. Quý vị nào mà học Bồ Tát Hạnh đó, nhớ nha. Một trong 8 cái phước là chăm sóc người bệnh đó. Đào giếng nè, bắt cầu đi đường nè, thí cho người ta cơm nè, cho người ta quần áo nè, rồi người ta học mình cho người ta bút viết nè, vân vân. Thì trong đó có một cái gọi là gì? Chăm sóc người bệnh. 8 cái phương tiện chăm sóc người bệnh. Cho người ai bệnh mình hỏi han thăm lơm, cạo gió sức dầu, xin thuốc cho người đó uống, quan tâm người ta một chút. Mình thấy người ta ngủ mà sao thêm ru gì đó, lại gần gần nghe. Vô tình chi từ, mà đó là từ bi nha, thể hiện tình bi. Mình chăm sóc xong cái bữa đó, ngày mai cái họ khỏe rồi, cái họ đi tụng kinh, họ không kêu mình, giận liền. Trời, bà nó vô tình dễ sợ. Lúc bệnh tôi chăm sóc mà tới hồi đi tụng kinh không kêu. Nhưng mà nếu mà mình á chăm sóc mà mình có để ý, cái đó gọi là hữu ý hữu tình.
Pháp Hòa có được một cái cặp vợ chồng ở đây, mà Pháp Hòa được mệnh danh là ông Mai của cặp vợ chồng đó. Lúc đó, năm đó Pháp Hòa khoảng 14 tuổi. À. Mà chưa có ăn đầu heo à. Chưa nghe gì hết cái cười rồi. Cái lúc đó chùa Trúc Lâm còn là một cái nhà mướn 500 đồng một tháng. Thì có cái chú đó với cái cô đó đi thọ bát quan trai. Mà lúc đó Pháp Hòa nhỏ nhất trong nhóm, nhưng mà lãnh đạo quần hùng. Thì ở trên lầu là có phòng thầy viện chủ với cái nhà vệ sinh. Dưới này là có mấy nhà vệ sinh dành cho cư sĩ. Thì cô này cổ lên lầu, cổ đòi đi cái toilet đó. Pháp Hòa nói cô trên này là để dành riêng cho thầy chư tăng. Cô chịu khó xuống dưới lầu. Thì lúc đó cũng phải 10 giờ đêm rồi, trước khi cô đi ngủ mà. Thế cô đi xuống hồi cái cổ trật chân, cái cổ té, cái cổ lọi cái chân đi. Thì trong đó có một chú Phật tử. Chú nói thầy để con. Ai giành đâu. Chú để tôi. Rồi cái ông Sóc cũng bưng vô trong bệnh viện để đưa đi emergency. Hỏi ra thì cô này độc thân ở Việt Nam mới qua. Rồi bắt đầu ngày nào ổng cũng mang cháo, ngày nào ổng cũng tặng bông. Cuối cùng rồi sao? Rước tình về với quê hương. Hai ông bà làm đám cưới. Thế sau đó rồi chùa mua cái áp bạc, tức là cái chung cư, là ngôi chùa thứ hai. Thế ta chung cư đó là ở dưới basement một tầng, lầu giữa lầu ba. Thì nguyên cái lầu ba đó lấy để làm chánh điện, làm phòng khách, nhà bếp, rồi phòng, nói chung là nguyên lầu ba làm chùa. Lầu hai cho Phật tử mấy bà già vô ở để phụ trả tiền hàng tháng. Hai vợ chồng vô ở cái basement. Thì Pháp Hòa kể vậy là cái này không phải từ bi. Cái này là chăm sóc có hữu ý. Cho nên Đức Huỳnh Phú Sổ, ông cũng có cái bài thơ đó, thấy không? Quý vị nhớ bài đó không? Ai nhớ không? Tôi có tình yêu rất mặn nồng, yêu đời yêu đạo lẫn non sông. Tình yêu chan chứa trong hoàng vũ, chớ chẳng yêu riêng khách má hồng. Vừa rồi có một cô Phật tử làm tặng cho Pháp Hòa cái bản gỗ mà khắc hình Trúc Lâm đó, có cái bài thơ đó. Bài thơ đó là do một thượng tọa, lúc đó Pháp Hòa là thị giả cho một khóa an cư trước khi Pháp Hòa xuất gia. Thì thượng tọa mới nói với Pháp Hòa, lúc đó Pháp Hòa là mấy thầy hay gọi là điệu lắm, điệu hòa. Thì thượng tọa mới nói con á, thầy cho con bài thơ này. Thì thượng tọa mới nói con hãy hy sinh hạnh phúc mình, lên đường tìm đạo cứu nhân sinh. Đời con nay đẹp mai đau khổ, lưu luyến mà chi một bóng hình. Thì khi mà thầy cho bài thơ đó xong, thầy mới dặn thêm câu nữa. Thầy nói mai mốt điệu hòa đó mà được xuống tóc đi tu á, thầy cho điệu thêm hai câu nữa. Từ nay khép cánh tình riêng lại, mở cánh tình chung rải ánh vàng. Cái đó gọi là gì? Vô tình chi từ. Nếu mình có một đối tượng, nghĩa là khi đối tượng đó thương mình vui. Khi đối tượng đó bỏ mình khổ. Khi đối tượng đó mà họ quên mình cũng khổ. Khi đối tượng đó mà hình họ đối xử hơi khô khan với mình cũng hờn. Tại vì lúc nào trong đầu mình cũng phải có cái ý là người đó lúc nào cũng phải làm mình vui. Cho nên là ngọ ái nị, nị mới ái ngọ. Hôm rồi hòa thượng mới nói đó. Cho nên á,
Cái thứ nữa là người tu có là gì? Vô trụ chi trụ. Vô trụ chi trụ, tức là mình nên không có cái trụ mà không có cái chỗ nào để trụ. Trụ nơi vô trụ, y chang như là cái lời của Ngài trong Kinh Kim Cang vậy đó. Hãy nên sanh cái tâm không có chỗ nào để trụ. Mà trong khi đó cái vị tu kêu là trụ trì. À, trụ và vô trụ à. Nghĩa là làm bổn phận của người tu, nếu mình được cái duyên Phật Bổ Xứ làm trụ trì, nhưng không hề dính mắc với bất cứ một danh vị nào có. Vì mình phải nhớ là mình chỉ là người trụ ở chỗ đó để gìn giữ cái chỗ đó, gọi là trụ trì. Trụ Như Lai gia, trì Như Lai tạng, ở nhà của Như Lai để mà gìn giữ cái giáo pháp của Như Lai. Nhưng mà chỉ là duyên thôi, hết duyên thì đi. Chỗ nào đạo pháp cần chúng con đến, chúng sanh cần chúng con đi, chẳng nề gian lao, chẳng nài khó nhọc. Đó là lời phát nguyện của các vị sứ giả Như Lai ngày xưa do Hòa Thượng Thiện Hòa và Thiện Hoa đề xướng, mở cái lớp dạy cho các vị Như Lai sứ giả. Quý ngài ngày xưa mở lớp dạy cho các thầy, mà các bậc hòa thượng mình bây giờ đó, học trò của hai vị tổ, tổ Thiện Hòa, tổ Thiện Hoa, mở lớp Như Lai sứ giả. Và học xong cái lớp đó rồi, cái ngày phát nguyện thì quý hòa thượng hướng dẫn cho chư tôn đức thời đó phát nguyện câu đó: chúng con là sứ giả của Như Lai, xin nguyện suốt đời hiến thân cho đạo. Đạo pháp cần chúng con đến, chúng sanh cần chúng con đi, chẳng nề gian lao, chẳng nài khó nhọc. Cho nên mình làm ở đây, mình làm hết lòng, nhưng mà không có gì trụ hết. Cho quý vị cũng đừng nghĩ là thầy Pháp Hòa sẽ ở đây mãi mãi, không chắc. Nếu duyên hết thì mình đi, nhưng mình ở đây thì mình sẽ làm hết lòng. Vì sao? Thì mình ở đây thì mình phải làm ở đây. Ăn cây nào rào cây nấy, nhưng mà không có cây nào mà mình dính cây này của tôi hết á. Thật sự nói của tôi chứ có gì của tôi đâu. Nếu không có bá gia bá tánh góp vô, tôi đâu có mà gọi là của tôi. Cho nên nói trụ trì mà cái chùa đó chẳng có gì để mình làm trụ trì hết. Chẳng qua bá tánh tín nhiệm mình, giao cho mình một trọng trách. Còn nói đúng ra người tu là vô sản. Cái tài sản của người tu là gì? Ba chiếc cà sa và một chiếc bình bát. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác nói đó, tài sản của người tu chỉ là ba chiếc áo ca sa và một chiếc bình bát. Tất cả đều là pháp khí. Rằng chí nguyện xuất gia của mình phải sống thanh bạch để hành đạo, giữ phạm hạnh cho thanh cao, và đem lòng từ bi để tiếp độ mọi loài. Kinh Bát Đại Nhân Giác nói. Sau này quý thầy giỡn, quý thầy mới nói: ba y bình bát một vali. Đi đâu mà trẻ không có gì ăn? Dưa muối tương trao chẳng qua mì, mì gói á. Cho nên nếu nói đúng là người tu chỉ có vậy. Hạnh tăng vô nhất vật thanh bằng, ly gia các ái khinh thân, dứt trừ bổn ngã, lãnh phần độ sanh. Người tu không có. Cho quý vị mới nói: ô thầy giờ là cái gì đó. Còn hồi đó Tây Thiên mới mua nha, trời ơi đất rộng, cái mấy Phật tử nói: trời ơi thầy bây giờ cái gì đó, cò bay thẳng cánh, chó chạy không đuôi. Nhưng mà lời thơ đó 10 năm trước cũng đã thêm rồi: cò bay thẳng cánh, chó chạy cong đuôi, trả nợ cong xương. 10 năm trước đã ra thành thơ rồi. Quý vị thấy Tây Thiên đâu có gì mà quý vị đi tới đây là vô sản, thậm chí máu cũng về cũng bớt nữa. Mũi cắn. Tây Thiên đi dễ khó về, khi đi đầy máu, khi về cạn queo. Mũi chích quá.
Tây Thiên đi dễ khó về, khi đi thì trắng, khi về đen thui. Tây Thiên đi dễ khó về, khi đi còn tóc, khi về trụi lơ. Trời ơi, tưởng sao làm anh hùng nghe, đăng ký cạo đầu. Cạo đã, vô phòng của mình nói nhỏ, giờ con đang lo. Con đang lo, không biết về ăn sao, nói sao. Phán Hoài chọc, Phán Hoài nói trời ơi, hôm nay ăn gần chết luôn mà nó không có ăn. Không biết ăn, nói đầy rang vậy mà cứ không biết nói. Làm anh hùng cạo, cạo xong giờ về phone mấy đứa con. Con ơi, nếu đón má phi trường đừng kinh ngạc nha con. Con hãy photoshop cái đầu má trước đi để nhìn hình không có thấy lạ. Có nhiều vị, cái này nói thật đó nha, có nhiều vị quyết chí kỳ này cạo nhưng mà cầm theo đầu tóc giả. Khoan khoan, chưa nói hết. Còn một lý do. Lý do là gì biết không? Sợ lúc qua hải quan nó cầm cái hình, sao cái hình này có he mà du thì nô he. Nó sợ qua đây đi làm áp phe gì đó. Nhưng mà cũng rất thiệt tình, đem hai ba thứ qua, ngoắt có quà vô góc, thầy chọn cái nào. Biết chị không? Ý nói là bây giờ con tu xuất gia gieo duyên vậy đó, rồi con để cái tóc nào nhìn cho nó đặng. Một cái thì nó lộn vậy. Một cái thì nó chỉ. Con thấy cái nào cũng được. Cho nên là đệ tử Phật rất thiện thà. Cạo xong rồi mới hà hà thầy ơi. Rồi tối ngủ á, lăn qua làm sao ăn nói đây trời. Ổng mà nổi giận một đời khỏi đi. Thơ mới vừa làm xong á, xuất khẩu là thành thơ. Bây giờ cạo cái đầu rồi, hết tóc rồi trụ đâu nữa? Thôi bây giờ trụ nơi vô trụ. Con muốn nói gì để nữa thì cũng đã cạo rồi. Cho nên hồi xưa người ta có câu đó, ăn năn thì sự đã rồi, minh minh biển khổ luân hồi cực thân. Còn trong truyện Kiều nói là sao? Trót vì tai đã nhúng chạm, dại rồi thì biết khôn làm sao đây. Vậy đây là mình nói chơi vậy đó. Nhưng mà không sao, làm anh hùng mà, trượng phu mà. Bỉ ký trượng phu ngã diệt nhỉ, thầy cạo được mấy chục năm, không lẽ mình không cạo được một lần sao? Ôi sao ông nói gì ông nói, nín cái tóc nó cũng mọc vậy. Ta thường nói xấu mặt thì lâu, xấu đầu mấy chốc. Cho nên có nhiều khi hồi lúc đi vượt biên mà cái chết nó chỉ còn một tích tắc thôi là bắt đầu khấn Phật Chúa gì réo hết. Các ngài về đây phù hộ, kỳ này con tới đất liền cái con cạo cái đầu liền. Vậy mà 40 năm rồi chưa cạo. Thôi sẵn kỳ này xuất gia gieo duyên, làm luôn nhất cử lưỡng tiện, vừa trả lời nguyện xưa mà vừa thực hiện được cái chí nguyện xuất gia gieo duyên.
Có nhiều vị còn hỏi thầy có cái loại mà sọt vô để mà cạo sơ sơ đó, cho lú lú cho nè, giống như đầu đinh vậy đó. Có bữa đó cái chị đó, chị lên chị xin nhá kéo, có hòa chọc nói chị chuẩn bị chưa, tại vì theo cái nghi thức là phải lá cắt 3 chùm. Chị nói bây giờ chị lỡ bộ rồi. Chị lên tới đây rồi để chị nói sao. Thiệt hả thầy? Nói thầy chùa nó chơi hả? Bây giờ quý vị đến đây thì quý vị cứ trụ ở đây cho an lạc. Rồi mai mốt này xong khóa tu rồi mình trở về với đời sống hàng ngày của mình. Tuy mình không trụ ở đây nữa, nhưng mà hình ảnh Tây Thiên, đời sống an lạc này trong 10 ngày này, nó sẽ đi theo mình suốt 1 năm, để nó nuôi dưỡng mình. Giống như lời ca vậy đó. Rồi mai đây mỗi người một ngả, mong đem lại hạnh phúc cho đời. Dẫu cho xa cách nơi này, nhưng lòng con vẫn hướng về nơi đây. Mai này cất bước lên đường, xa thầy xa bạn nhưng lòng vẫn thương. Trụ nơi vô trụ, vô trụ chi trụ. Mình không trụ, mình không nhất thiết là phải trụ ở đây, vì mình chưa đủ duyên. Nhưng mà mình ở một cái chỗ tuy vô trụ, nhưng mà trụ, trụ mà vô trụ. Thí dụ như mình làm bất cứ việc gì phải hết tâm, mình đang chú tâm mình làm việc đó. Như ví dụ người ta, ví dụ bây giờ người ta giao việc đó đi, đem hết tâm làm. Lỡ ta nói thôi anh ngưng đi, có người khác rồi đi. Chứ khỏe lắm. Mình phải làm sao được cái đó. Mà từ nhỏ là không phải Pháp Hòa đi tu, Pháp Hòa tâm niệm như vậy. Cho nên các thầy bạn mà cùng tuổi mà đi hành đạo, khi các thầy nhận chùa làm, mà chùa ta có sẵn rồi ta mời về trụ trì, các thầy làm, Pháp Hòa hay chia sẻ lắm. Các anh em cứ làm, rồi anh em hỗ trợ với nhau làm. Và các anh em nhớ một điều thôi, mình làm bất cứ việc gì cứ tâm niệm là làm cho Tam Bảo, chứ không phải làm cho mình. Chờ mai mốt hết duyên rồi đi, phải không? Không có bao giờ chỉ hồi đó đó tôi xây cái này nè, không có tôi dễ gì có cái đó. Đừng có nói mấy cái. Nếu mình đủ duyên, mình làm cho Tam Bảo là quý rồi. Mình không cần trụ, nhưng mà người khác sẽ, nếu người ta hiểu ta, tự người ta quánh giá cái đó. Chứ quý vị thấy Bồ Tát Quảng Đức không? Cái chỗ ngài ngồi, ngài đâu có cố ý ngài ngồi đâu. Đủ duyên ngài ngồi đó, ngài cũng không có cố ý ngài tự thiêu để rồi ai phải viết sử ngài, ai phải tạc tượng ngài. Không cần gì cả. Cho nên nhà thơ Vũ Hoàng Chương mới nói lên được những lời thơ đó. Chỗ ngài ngồi một thiên thu tuyệt tác, trong vô hình sáng chói nét từ bi. Lịch sử của ngài đó, ngọc hay đá tượng chẳng cần ai tạc, lụa hay tre nào khiến bút ai ghi. Ghi tịch là lịch sử của ngài, tiểu sử của ngài trên lụa hay trên tre ngài đâu có cần. Tượng của ngài mình tạc bằng ngọc hay đá ngài cũng đâu cần. Ngọc hay đá tượng chẳng cần ai tạc, lụa hay tre nào khiến bút ai ghi. Chỗ ngài ngồi một thiên thu tuyệt tác, trong vô hình sáng chói nét từ bi. Rồi mãi đây còn chi, còn, còn mãi chứ, còn trái tim Bồ Tát soi từ bi xuống tận ngục A Tỳ. Nhà thơ Vũ Hoàng Chương nói lên cái lời thơ đó. Chứ bây giờ 50 mấy năm rồi, ngài Quảng Đức tự thiêu 50 mấy năm rồi, phải không? 50 mấy năm nè, từ năm 63, 2013 là 50 năm.
Cho nên á, các ngài đi tới đâu cũng trụ, nhưng mà trụ mà không trụ gì hết. Tại vì các ngài biết đủ duyên thì làm, hết duyên thì đi. Cho nên đại chúng cũng phải tâm niệm như vậy. Có thể một là hết duyên vị đó phải rời đây, hai là vị đó quá vãng không còn. Chứ mình ngồi đây mình nói lẻo lẻo vậy, nhưng mà có chắc gì ngày mai đâu. Sống ngày nay biết ngày mai, ngày nay còn xuân thu trước ai hay làm gì. Hay là dép dưới giường lên giường vội biệt. Sống ngày nay dễ biết ngày mai. Trong cái bài sám khuyến tu, mạng người hô hấp kinh thai, nghĩ cơn vĩnh biệt tuyền đài mà đó. Cái thứ bảy là đạt được sự vô đắc, nghĩa là vô đắc chi đắc. Mình không có cần, mình phải có một cái gọi là vô đắc, tức là không có cầu mình đắc quả gì hết. Cho nên mình tu là không có khoe khoang nó tu đắc chứng quả gì hết trơn. Quả gì không biết, mà thấy rụng tới mình là quả tạ nó ra là mình biết. Không có một cái quả gì hết. Chứ ai mà tới nói với mình nè nè nè, coi tay tôi nè, Quan Âm hiện nè. Quan Âm hiện trên tay nè, đỉnh đầu tôi có gì nè. Nếu thí dụ trong khi mình tu tập có một cái gì đó sáng sáng lên để nhắc nhở cho mình, phải biết rằng cái đó, nếu mà gọi là cái kết quả mình tu đúng thì quả đúng chứ có gì khoe. Không có ai mà ngày nào cũng chạy ra nói cho tôi mừng quá tôi nấu cơm chín rồi. Chuyện bình thường. Củi hết thì lửa tắt, lấy gạo vo đun thì phải thành cơm, chẳng có gì lạ cả. Cho nên không có, mình không có cái gì để gọi là đắc được hết. Mà hễ đắc là thất, đắc là được, thất là mất. Cho nên đạo Phật không có kêu ô bữa nay làm lễ nhập đạo, có nhập là có xuất. Cho nên ngồi thiền không có xuất hồn, hễ có xuất là phải có nhập. Mà xuất ra rồi lỡ đi xa quá quên đường về rồi nhập vô đâu. Cho nên ngồi thiền không có xuất hồn, nếu nói là thiền của đạo Phật. Đức Phật không có dạy mình thiền xuất hồn, Đức Phật không có dạy mình thiền để mà làm cái gì hết. Chỉ một điều thôi, quán niệm hơi thở để trụ cái tâm mình cho nó yên. Bây giờ mình, cái đối tượng của tâm mình khi mình ngồi thiền là hơi thở, để làm sao cho an tịnh cái tâm mình cái đã. Rồi mai mốt khi mình thuần thục rồi thì tất cả mọi hiện tượng hằng ngày đều là đối tượng của thiền, đều là đối tượng của thiền hết. Ví dụ ha, lái xe, lái xe ban đêm cũng thấy đường. Nhưng bây giờ mình lo lắng biết đường phía trước sao, không đừng có lo đó. Đèn xe nó rọi tới đâu đi tới đó, đi rọi tới đâu đi tới đó. Bây giờ ban ngày thấy rõ đường đi rất là thẳng tắp, nhưng dám buông tay lái không? Không, lúc nào tay lái cũng phải vịnh. Để làm chi? Để nó không lệch. Ngay lúc đó nó cũng trở thành đối tượng của thiền. Đừng nghĩ rằng mình bây giờ không ai chọc ghẹo gì thì nghĩ là hết tham, hết sân, hết si. Không có đâu. Phải chăn tâm như là người cầm tay lái. Lệch một cái là xa rồi, nó sang lên khác rồi. Tại giờ vô đây hay là ở nhà mình, ở mình không ai chọc gì hết trơn. Tự nhiên mình la lên, nói tôi giờ hết tham rồi, hết sân rồi, hết si. Có ai chọc gì đó là tham sân si. Trời ơi, tới hồi vô đây 10 ngày rồi biết, nó còn không chừng nó increase, nó tăng nữa rồi khác. Ví dụ vậy. Cho nên Pháp Hòa lái xe với mấy chú, bất cứ cái gì xảy ra Pháp Hòa đều có thể thành cái đối tượng cho các chú học Phật Pháp ngay lúc đó. Mới đầu mình chưa tỉnh thì mình phải lấy hơi thở mình làm cái đề mục, để làm cái đối tượng để trụ cái tâm mình. Nhưng khi tâm mình bắt đầu thuần rồi thì cái gì cũng là đối tượng của thiền thôi.
Mà đã là đối tượng của thiền thì tại sao phải nói cái gì là thiền nữa? Lúc đó mình ở cảnh giới thiền rồi. Cho nên gọi là đối cảnh vô tâm khỏi hỏi thiền. Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Nghĩa là mình gặp tất cả cảnh, nhưng mà cảnh nào cũng đều là cảnh để mình quán chiếu mình tu. Ở trai đường nè cũng là đối tượng để tu. Ở nhà bếp nè cũng là đối tượng để tu. Lên chánh điện này cũng đối tượng của tu. Tại vì làm ở đâu cũng có bất đồng ý kiến hết. Người muốn sắp kiểu này, người muốn sắp kiểu kia. Có một cây muỗng mà ba cái ý. Có một cái tọa cụ bồ đoàn mà bốn cái ý. Tại nó bốn góc. Ví dụ vậy đó. Thật ra nếu mình bình an được cái gió là trụ nơi vô trụ, đắc cái vô đắc. Vô đắc là gì? Tôi không có đắc cái gì hết. Tôi không cần nói tôi đắc gì, nhưng mà tôi đắc được một cái là tôi bình an trước mọi cái thay đổi. Trời ơi, kỳ rồi tôi đi á, sướng hơn kỳ này. Đấy, nói kỳ rồi là mình đã nhận vô thường rồi, mà tại sao còn trụ cái kỳ rồi? Cái tích tắc đã qua quá khứ rồi mà anh còn trụ cái đó à? Một lời nói mình nói xong nó thành quá khứ. Lời nói xong thành quá khứ. Thì có cái gì để mình bám mà mình còn trụ? Có thể mỗi năm quý vị tới nó hay hơn, mà cũng có thể quý vị tới mỗi năm nó tệ hơn. Không biết được. Vì đời là vô thường. Cho nên á, tốt, xấu, dở, hay, tất nhất nhất đều là đối tượng để mình quán chiếu, mình tu tập. Cho nên người tu thiền mà đạt gọi là tới một cái cảnh gọi là bình tâm, bình bình rồi thì đối tượng tu thiền tràn lan hết. Lúc đó tu thiền cái này. Thiền cái này chứ không phải thiền cái mông. Thiền cái mông là mình ngồi á. Ngồi 2-3 tiếng đồng hồ mà ngủ lên, ngủ xuống kêu ngồi thiền. Ngồi 2-3 tiếng đồng hồ mà tâm nó nhảy. Thì cái đó cũng có ngồi thiền, nhưng mà ngồi mà không thiền. Còn thiền mà có rồi, không ngồi vẫn thiền, đi vẫn thiền, đứng vẫn thiền, ăn vẫn thiền. Ban ngày mà thấy rõ, đi không cần ngõ. Dù chỗ đó mình đi mỗi ngày, nhưng mà hễ tối là phải cẩn thận từng bước cũng thôi, nó trật chất. Người tu cũng thế thôi. Cuộc sống này cũng vậy thôi. Cái gì không rõ là phải cẩn thận từng bước. Trời ơi, mình nghe tu đâu có 2 ngày chứng. Tu một đời thành Phật, 2 ngày chứng, 3 ngày chứng gì đó. Nghe người ta nói thì phải quán chiếu lại. Trên đối tượng tu thiền nó lại vậy. Cho nên có gì dù mình thấy ta sai, thôi khỏi nói nữa. Nếu 1 lần, 2 lần, 3 lần mình phát tâm góp ý, nhưng mà thấy không được rồi thôi, như thị. Như vậy. Tại vì pháp nhĩ như thị. Cái pháp này nè, đối tượng này là một cái pháp nè. Bây giờ nó như vậy rồi thì tôi cứ sẽ làm như vậy. Cho nên có những cái mình không nói. Không nói nhưng có nghĩa là mình ghét bỏ à. Và ghét bỏ nghĩa là mình mặc kệ, mình không quan tâm là không đúng. Vẫn quan tâm nhưng mình biết chưa lúc để nói nữa. Còn đến lúc nào mình nói nữa mình nói. Chứ mình không có phải như cái kiểu người đời mà thôi giờ sống chết mặc kệ, tôi không cần biết không. Người tu không phải vô tình đến vậy. Nhưng mình biết nói thì thêm oán thôi, chứ chẳng giải quyết được gì. Tại vì sao? Người mê thì không phải tỉnh, mà kẻ tỉnh thì chẳng phải mê. Đã họa thì không phải là phước, mà phước thì không phải là họa. Cho nên nếu mà nghiệp nó hết thì phước nó mới sanh. Còn phước nó hết rồi thì nghiệp nó tới. Nói gì nữa giờ? Thôi không nói nữa, gì hết giờ. Thưa đại chúng, lẽ ra là hôm nay pháp hòa hết rồi, tại vì phải nhường sân cho người khác. Nhưng mà có một vị phát tâm là
để Pháp Hòa ra sinh hoạt thêm bữa nữa với đại chúng. Cho nên là có thể buổi sau thì quý vị có thể viết vài câu hỏi liên quan đến sự tu học. Thì thay vì Pháp Hòa chọn đề tài nữa ha, nhưng mà hôm nay là 8 cái vô của người tu, nói được 7 rồi đó. Vô cầu chi hữu, vô vi chi lạc, vô an chi an, vô tài chi phú, vô tình chi từ, vô trụ chi trụ, vô đắc chi đắc, vô nhân chi chúng. Mình có đồ chúng, tức là có đệ tử á, mình có đệ tử nhưng mà không có nhìn đệ tử nào cá nhân ai. Ví dụ giờ Pháp Hòa là có trụ trụ ở đây đi, Pháp Hòa có 5 chú đệ tử, rồi thầy khác, cô khác gửi mấy chú tới học, Pháp Hòa cũng không nhìn chú này đệ tử của người kia, không quan tâm, không. Tất cả đều là mình phải thương giống nhau. Cho nên tất cả các chú, các thầy nhỏ mà đến đây, Pháp Hòa thương như các thầy ở đây. Thương như là thương Đức Tạng, Tịnh Tạng, Trung Chánh vậy. Mà nhiều khi mình còn phải thương hơn nữa, để người ta đừng có tuổi. Mà không biết ta tuổi gì, nhưng mà thế nào rồi cũng tuổi thân. Cho nên mình đó là 8 cái vô của một người tu. Nếu người nào muốn tu phải có 8 cái vô này: vô cầu chi hữu, vô vi chi lạc, vô an chi an, vô tài chi phú, vô tình chi từ, vô trụ chi trụ, vô đắc chi đắc, vô nhân chi chúng. Tức là trong chúng không có chi nhân, là không có một cá nhân nào hết, không có một cá thể nào hết. Mà cái tâm người, nếu người tu mình được như vậy thì mình mới có thể giữ được cái tâm tu của mình. Thưa đại chúng, là Pháp Hòa hay suy nghĩ là tất cả đại chúng về đây tu, đúng ra phải gọi quý vị là giới tử, các vị giới tử. Bây giờ quý vị đâu phải là Phật tử cư sĩ bình thường nữa, các vị đang là giới tử. Nếu mà gọi cho đúng như vậy thì tự mình nghiêm túc vô cái mặt giới tử. Chờ có vị mới hỏi tại sao tôi lớn hơn ông thầy đó mà phải biểu tôi gọi ông bằng thầy. Thưa đại chúng, nếu mà mình suy nghĩ kỹ, mình lớn tuổi hơn vị đó mà mình gọi vị đó bằng thầy là mình đang giúp cho thầy đó tu đó. Tại vì mình gọi đúng cái chức vụ của ông đang giữ là ông thầy tu, để ông nép mình trong thầy tu. Ví dụ giờ ông là thầy tu, mình kêu ông ngang hàng bình thường vậy, cái ông nghĩ ông như người đời thì ông sống theo cái cá đời. Còn gọi ông vậy giống như mình gặp bác sĩ đó, ông đâu về nhà cái mình kêu cháu chú gì không biết, nhưng mà vô văn phòng của ông rồi phải kêu ông bằng gì? Bác sĩ. Vậy thì tại sao mình lớn hơn ông bác sĩ đó mà mình vẫn gọi ông là bác sĩ được? Ông luật sư, ông nào mình cũng kêu được, mà có ông thầy mình không dám kêu là sao? Mà mình kêu ông thầy là mình kêu đúng cái chức phận của ông đó, để ông đúng cái khung đó, để ông giữ cái khung đó ông đi. Có một cái cô đó, cô nói không à, cô lên cô nói, cô điểm nha, đừng có hòng cô kêu bằng thầy nha, tại vì con học chung với con của cô. Bà Hòa nói dạ không có sao, cô gọi gì cũng được, cô gọi gì cũng được. Thật sự ra thì mình vô trụ chi trụ mà, vô đắc chi đắc mà, giờ mà kêu thầy cũng có đắc cái gì. Thành thử ra mình có mấy chữ vô để ứng xử. Ví dụ bây giờ thầy phát cho mình cái áo đó, mà giờ ai đấy tới nói áo này của tôi, dạ là của chị, tại vì trước đó nó cũng phải của tôi, chẳng qua lại giờ nó được cái mệnh danh nằm trong tay tôi, kêu của tôi. Mà giờ chị dứt lại, chị nói là của chị, tôi cũng biết chẳng phải cũng của, cũng không phải của chị, đâu có sao đâu. Người ta xài mình khỏi xài, mà nhiều khi người ta ăn còn mình ăn hết. Thôi giờ mình nín cho nó còn, nói nữa cái nó hết. Nam mô Di Đà Phật. Thưa đại chúng, tối nay mình có một buổi sinh hoạt với nhau, mình học
cái điểm kế của 8 cái điều vô mà mình học ha. Thì kỳ sau nếu mà còn giờ thì Pháp Hòa đến với đại chúng bằng một buổi vấn đáp để sinh hoạt cho vui. Để cảm ơn đại chúng đã cho Pháp Hòa cơ hội chia sẻ. Mời đại chúng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô phần pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Mà hễ đắc là thất, đắc là được, thất là mất. Cho nên đạo Phật không có kêu ô bữa nay làm lễ nhập đạo, có nhập là có xuất. Cho nên ngồi thiền không có xuất hồn, hễ có xuất là phải có nhập, mà xuất ra rồi lỡ đi xa quá quên đường về rồi nhập vô đạo. Cho nên ngồi thiền không có xuất hồn nếu nói là thiền của đạo Phật. Đức Phật không có dạy mình thiền xuất hồn, Đức Phật không có dạy mình thiền để mà làm cái gì hết, chỉ một điều thôi, quán niệm hơi thở để trụ cái tâm mình cho nó yên. Bây giờ mình cái đối tượng của tâm mình khi mình ngồi thiền là hơi thở, để làm sao cho an tịnh cái tâm mình cái đã. Rồi mai mốt khi mình thuần thục rồi thì tất cả mọi hiện tượng hằng ngày đều là đối tượng của thiền, đều là đối tượng của thiền hết. Ví dụ ha, lái xe, lái xe ban đêm cũng thấy đường, nhưng bây giờ mình lo lắng biết đường phía trước sao không, đừng có lo đó, đèn xe nó rọi tới đâu đi tới đó, đi rọi tới đâu đi tới đó. Bây giờ ban ngày thấy rõ đường đi rất là thẳng tắp, nhưng dám buông tay lái không? Không, lúc nào tay lái cũng phải vịnh, để làm chi? Để nó không lệch. Ngay lúc đó nó cũng trở thành đối tượng của thiền. Đừng nghĩ rằng mình bây giờ không ai chọc ghẹo gì thì nghĩ là hết tham, hết sân, hết si. Không có đâu. Phải chăn tâm như là người cầm tay lái, lệch một cái là xa rồi, nó sang lên khác rồi. Tại giờ vô đây hay là ở nhà mình, ở mình không ai chọc gì hết trơn, tự nhiên mình la lên nói tôi giờ hết tham rồi, hết sân rồi, hết si, ai chọc gì đó là tham sân si. Trời ơi, tới hồi vô đây 10 ngày rồi biết nó còn không chừng nó increase, nó tăng nữa là khác. Ví dụ vậy. Cho nên Pháp Hòa lái xe với mấy chú, bất cứ cái gì xảy ra Pháp Hòa đều có thể thành cái đối tượng cho các chú học Phật Pháp ngay lúc đó. Mới đầu mình chưa tỉnh thì mình phải lấy hơi thở mình làm cái đề mục, để làm cái đối tượng để trụ cái tâm mình. Nhưng khi tâm mình bắt đầu thuần rồi thì cái gì cũng là đối tượng của thiền thôi. Mà đã là đối tượng của thiền thì tại sao phải nói cái gì là thiền nữa? Lúc đó mình ở cảnh giới thiền rồi. Cho nên gọi là đối cảnh vô tâm khỏi hỏi thiền. Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Nghĩa là mình gặp tất cả cảnh, nhưng mà cảnh nào cũng đều là cảnh để mình quán chiếu mình tu. Ở trai đường nè cũng là đối tượng để tu. Ở nhà bếp nè cũng là đối tượng để tu. Lên chánh điện này cũng đối tượng của tu. Tại vì làm ở đâu cũng có bất đồng ý kiến hết. Người muốn sắp kiểu này, người muốn sắp kiểu kia. Có một cây muỗng mà ba cái ý. Có một cái tọa cụ bồ đoàn mà bốn cái ý. Tại nó bốn góc. Ví dụ vậy đó. Thật ra nếu mình bình an được cái gió là trụ nơi vô trụ, đắc cái vô đắc. Vô đắc là gì? Tôi không có đắc cái gì hết, tôi không cần nói tôi đắc gì, nhưng mà tôi đắc được một cái là tôi bình an trước mọi cái thay đổi. Trời ơi, kỳ rồi tôi đi á, sướng hơn kỳ này. Đấy, nói kỳ rồi là mình đã nhận vô thường rồi, mà tại sao còn trụ cái kỳ rồi? Cái tích tắc đã qua quá khứ rồi mà anh còn trụ cái đó à? Một lời nói mình nói xong nó thành quá khứ, lời nói xong thành quá khứ, thì có cái gì để mình bám mà mình còn trụ? Có thể mỗi năm quý vị tới nó hay hơn, mà cũng có thể quý vị tới mỗi năm nó tệ hơn, không biết được.
Vì đời là vô thường. Cho nên á, tốt, xấu, dở hay tất nhất nhất đều là đối tượng để mình quán chiếu, mình tu tập. Cho nên người tu thiền mà đạt gọi là tới một cái cảnh gọi là mình tâm mình bình rồi thì đối tượng tu thiền tràn lan đó. Lúc đó tu thiền cái này, thiền cái này chứ không phải thiền cái mông. Thiền cái mông là mình ngồi á, ngồi 2-3 tiếng đồng hồ mà ngủ lên ngủ xuống kêu ngồi thiền. Ngồi 2-3 tiếng đồng hồ mà tâm nó nhảy thì cái đó cũng có ngồi thiền, nhưng mà ngồi mà không thiền. Còn thiền mà có rồi, không ngồi vẫn thiền, đi vẫn thiền, đứng vẫn thiền, ăn vẫn thiền. Ban ngày mà thấy rõ, đi không cần ngó. Dù chỗ đó mình đi mỗi ngày, nhưng mà hễ tối là phải cẩn thận từng bước cũng thôi, nó trật chất. Người tu cũng thế thôi. Cuộc sống này cũng vậy thôi. Cái gì không rõ là phải cẩn thận từng bước. Trời ơi, mình nghe tu đâu có 2 ngày chứng. Tu một đời thành Phật, 2 ngày chứng, 3 ngày chứng gì đó. Nghe người ta nói thì phải quán chiếu lại. Trên đối tượng tu thiền nó lại vậy. Cho nên có gì dù mình thấy ta sai, thôi khỏi nói nữa. Nếu 1 lần, 2 lần, 3 lần mình phát tâm góp ý, nhưng mà thấy không được rồi thôi, như thị. Như vậy. Tại vì pháp nhĩ như thị. Cái pháp này nè, đối tượng này là một cái pháp nè. Bây giờ nó như vậy rồi thì tôi cứ sẽ làm như vậy. Cho nên có những cái mình không nói. Không nói nhưng có nghĩa là mình ghét bỏ à. Và ghét bỏ nghĩa là mình mặc kệ, mình không quan tâm là không đúng. Vẫn quan tâm nhưng mình biết chưa lúc để nói nữa. Còn đến lúc nào mình nói nữa mình nói. Chứ mình không có phải như cái kiểu người đời mà thôi giờ sống chết mặc kệ, tôi không cần biết. Không, người tu không phải vô tình đến vậy. Nhưng mình biết nói thì thêm oán thôi chứ chẳng giải quyết được gì. Tại vì sao? Người mê thì không phải tỉnh, mà kẻ tỉnh thì chẳng phải mê. Đã họa thì không phải là phước, mà phước thì không phải là họa. Cho nên nếu mà nghiệp nó hết thì phước nó mới sanh. Còn phước nó hết rồi thì nghiệp nó tới. Nói gì nữa giờ? Thôi không nói nữa, gì hết giờ. Thưa đại chúng, lẽ ra là hôm nay pháp hòa hết rồi, tại vì phải nhường sân cho người khác. Nhưng mà có một vị phát tâm là để pháp hòa ra sinh hoạt thêm bữa nữa với đại chúng, cho nên là có thể buổi sau thì quý vị có thể viết vài câu hỏi liên quan đến sự tu học. Thì thay vì pháp hòa chọn đề tài nữa ha, nhưng mà hôm nay là 8 cái vô của người tu, nói được 7 rồi đó. Vô cầu chi hữu, vô vi chi lạc, vô an chi an, vô tài chi phú, vô tình chi từ, vô trụ chi trụ, vô đắc chi đắc, vô nhân chi chúng. Mình có đồ chúng, tức là có đệ tử á. Mình có đệ tử nhưng mà không có nhìn đệ tử nào cá nhân ai. Ví dụ giờ pháp hòa là có chùa ở đây đi, pháp hòa có 5 chú đệ tử rồi, thầy khác cô khác gửi mấy chú tới học, pháp hòa cũng không nhìn à, chú này đệ tử của người kia, không quan tâm. Không, tất cả đều là mình phải thương giống nhau. Cho nên tất cả các chú các thầy nhỏ mà đến đây, pháp hòa thương như các thầy ở đây. Thương như là thương Đức Tạng, Tịnh Tạng, Trung Chánh vậy. Mà nhiều khi mình còn phải thương hơn nữa, để người ta đừng có tuổi. Mà không biết ta tuổi gì, nhưng mà thế nào rồi cũng tuổi thân. Cho nên mình đó là 8 cái vô của một người tu. Nếu người nào muốn tu
phải có 8 cái vô này: vô cầu chi hữu, vô vi chi lạc, vô an chi an, vô tài chi phú, vô tình chi từ, vô trụ chi trụ, vô đắc chi đắc, vô nhân chi chúng. Tức là trong chúng không có cái nhân, là không có một cá nhân nào hết, không có một cá thể nào hết. Mà cái tâm người, nếu người tu mình được như vậy thì mình mới có thể giữ được cái tâm tu của mình. Thưa đại chúng, là Pháp Hòa hay suy nghĩ là tất cả đại chúng về đây tu, đúng ra phải gọi quý vị là giới tử, các vị giới tử. Bây giờ quý vị đâu phải là Phật tử cư sĩ bình thường nữa, các vị đang là giới tử. Nếu mà gọi cho đúng như vậy thì tự mình nghiêm túc vô cái mặt giới tử. Chờ có vị mới hỏi tại sao tôi lớn hơn ông thầy đó mà phải biểu tôi gọi ông bằng thầy. Thưa đại chúng, nếu mà mình suy nghĩ kỹ, mình lớn tuổi hơn vị đó mà mình gọi vị đó bằng thầy là mình đang giúp cho thầy đó tu đó. Tại vì mình gọi đúng cái chức vụ của ông đang giữ là ông thầy tu, để ông nép mình trong thầy tu. Ví dụ giờ ông là thầy tu, mình kêu ông ngang hàng bình thường vậy, cái ông nghĩ ông như người đời thì ông sống theo cái cá đời. Còn gọi ông vậy, giống như mình gặp bác sĩ đó, ông đâu về nhà cái mình kêu cháu chú gì không biết, nhưng mà vô văn phòng của ông rồi phải kêu ông bằng gì? Bác sĩ. Vậy thì tại sao mình lớn hơn ông bác sĩ đó mà mình vẫn gọi ông là bác sĩ được? Ông luật sư, ông nào mình cũng kêu được, mà có ông thầy mà không dám kêu là sao? Mà mình kêu ông thầy là mình kêu đúng cái chức phận của ông đó, để ông đúng cái khung đó, để ông giữ cái khung đó ông đi. Có một cái cô đó, cô nói không à, cô lên cô đây, cô điểm nha, đừng có hòng cô kêu bằng thầy nha, tại vì con học chung với con của cô. Bà Hòa nói dạ không có sao, cô gọi gì cũng được, cô gọi gì cũng được. Thật sự ra thì mình vô trụ chi trụ mà, vô đắc chi đắc, mà giờ mà kêu thầy cũng có đắc cái gì. Thành thử ra mình có mấy chữ vô để ứng xử. Ví dụ bây giờ thầy phát cho mình cái áo đó, mà giờ ai đấy tới nói áo này của tôi, dạ là của chị, tại vì trước đó nó cũng phải của tôi, chẳng qua lại giờ nó được cái mệnh danh nằm trong tay tôi, kêu của tôi. Mà giờ chị dứt lại, chị nói là của chị, tôi cũng biết chẳng phải cũng của, cũng không phải của chị, đâu có sao đâu. Người ta xài mình khỏi xài, mà nhiều khi người ta ăn còn mình ăn hết, thôi giờ mình nín cái nó còn, nói nữa cái nó hết. Nam mô Di Đà Phật. Thưa đại chúng, tối nay mình có một buổi sinh hoạt với nhau, mình học cái điểm kế của 8 cái điều vô mà mình học ha. Thì kỳ sau nếu mà còn giờ thì Pháp Hòa đến với đại chúng bằng một buổi vấn đáp để sinh hoạt cho vui. Cảm ơn đại chúng đã cho Pháp Hòa cơ hội chia sẻ.